Xin chào các bạn. Suốt nhiều ngày qua thì chúng ta với cả cụm từ khóa branding Amazon thì mọi người đã thấy là mức độ tìm kiếm trở nên đột phá. Vâng, chủ đề cháy rừng Amazon chiếm thời lượng của rất nhiều mặt báo trong thời gian vừa qua như các bạn đã thấy. Thì cái thảm họa cháy rừng thì mình không muốn nhắc đến ở đây nữa, nhưng mà bây giờ mình quan tâm đến vấn đề là trồng lại rừng. Thì tình cờ mình có đọc được một cái bài rất là hay về cái công cụ tìm kiếm xanh và bền vững Ecosia. Thì hôm nay mình muốn làm một cái bài để chia sẻ các bạn về cái Ecosia này nó như thế nào. Trên tinh tế có một cái bài đăng nói về Ecosia, thì người ta cũng có một giới cái giới thiệu về mỗi lượt tìm kiếm của bạn sẽ giúp là giảm 1 kg CO2 trong bầu không khí. Thì người ta có đưa ra một cái thông tin là cứ 45 lượt tìm kiếm của bạn thì sẽ một cây xanh sẽ được trồng mới ở các khu vực rừng bị phá hủy. Thì Ecosia này thì theo mình tìm hiểu thì đây, như các bạn đã nhìn thấy, đây là cái giao diện của ecosia.org. Thì Ecosia thì mình tìm hiểu thì có ở trên Wikipedia tiếng Việt và cả Ecosia tiếng Anh. Thì đây nó là một công cụ tìm kiếm Internet có trụ sở ở Berlin của Đức. Thì công ty này tham gia cái chiến dịch trồng cây bằng cách là quyên tặng ít nhất 80% cái thu nhập thặng dư cho các tổ chức phi chính phủ với cái mục tiêu là để trồng lại rừng và vận động cái chiến dịch bảo tồn. Thì Ecosia thì nó cam kết là một cái doanh nghiệp xã hội. Thì như các bạn biết thì tất cả các cái hầu hết các công ty lớn trên thế giới thì bao giờ nó có một cái phần gọi trách nhiệm xã hội, thì nó sẽ trích các cái phần lợi nhuận của nó ra để quay ngược trở lại đóng góp cho xã hội. Thì nó rất nhiều các hoạt động khác nhau nó có thể tham gia. Thì thường là một cái hình thức đối với ở phương Tây là thường nó sẽ dùng cái nguồn vốn đấy để đầu tư cho các cái tổ chức phi chính phủ để làm các cái hoạt động nhân đạo. Ecosia thì nó cũng như thế, thì nó thiên về cái hướng là trồng lại rừng đấy. Thế thì ở đây thì một số thông tin thì mọi người có thể tham khảo thêm. Thì mình cũng đã có thử tìm hiểu. Thì ở đây nếu mà bạn có thể là khi mà chúng ta đã tin tưởng vào cái Ecosia này thì mọi người cũng có thể xem thử ở đây. Đây là một cái bộ đếm của nó, hiện tại là đã có tới 65 triệu cây, đúng không ạ, được trồng bởi Ecosia user, tức là cái người dùng Ecosia đấy. Đó, đây là cái bộ đếm. Thì cứ mỗi 45 cái lượt tìm kiếm thì nó ở đây nó sẽ nhảy ra một số. Thì để sử dụng thì đơn giản thôi, mình cứ vào cái đường dẫn này ecosia.org, sau đó thì mình có thể đánh trực tiếp cái phần tìm kiếm của mình ở đây. Đấy, ví dụ như mình quay lại cái chủ đề vừa rồi là cháy rừng Amazon, đúng không ạ. Cái này thì như các bạn thấy nó có một cái nhược điểm là cái engine của nó không hỗ trợ cái việc là khi các bạn đánh một vài từ khóa nó sẽ gợi ý cho mình thì rất là ít, đúng không ạ. Thì đây nó sẽ đây là cái mà do Ecosia nó đưa lại, chứ nó không phải là như như Google đấy. Còn nếu mà bạn mà muốn mà đánh trực tiếp lên trên này, mà nó nhảy ra cái trang giống như vừa rồi ấy, thì các bạn phải cài một cái gọi là extension ở trên Google Chrome thì nó có mấy chuyển sang cái dạng như vừa rồi. Còn đây hoàn toàn cái engine này là của Google, đúng không ạ. Đây, như các bạn nhìn đây, đây là của Google này, kết quả tìm kiếm này là của Google này, đúng không ạ. Đấy, thì đây, nếu mà các bạn ủng hộ cho Ecosia thì các bạn có thể vào cái phần này. Thì mình click vào đây thì đơn giản thôi, cái phần tiện ích này. Đấy, thì ở đây như các bạn thấy là đã có khoảng 1,8 triệu người dùng, và cái số sao ở đây thì như các bạn thấy là 4,7/5. Đấy, và số người đánh giá ở đây là 1.541 người đã đánh giá, thì như vậy là được hưởng rất là cao. Thì các bạn có thể là cài vào cái này, mình cũng đã thử rồi. Thì khi mà so sánh cái kết quả tìm kiếm ấy, thì thực ra là mình thấy có một cái điều là rõ ràng. Thì đây, ví dụ như là bây giờ mình sẽ để hai cái này cho các bạn nhìn thấy nó cụ thể hơn. Đây, ví dụ như trong cái này, bây giờ chỗ này mình sẽ vẫn quay lại cái Google này, cái Google, đúng không ạ. Và cái này là cái giao diện của Ecosia. Đây, chỗ này tao sẽ đánh cái cụm từ là cháy rừng Amazon ở đây, cháy rừng Amazon, để xem là cái kết quả khi mà kết quả tìm kiếm từ Google và kết quả tìm kiếm từ, đây là kết quả tìm kiếm từ Ecosia này, nó sẽ chạy trực tiếp vào đây. Còn bây giờ chỗ này mình sẽ đánh đây, cháy rừng Amazon, đúng không ạ. Đây,
Thì đây rõ ràng là cái kết quả của Google thì nó ra bao giờ nó cũng sẽ ưu tiên các cái video trước này và các cái thông tin thì nó tương đối khác nhau, đúng không ạ? Ví dụ như cái ở bên này thì nó lại ra tin của cái trang đời sống pháp luật trước, rồi thì kiến thức.net, còn ở bên này thì nó lại ra cái trang của tuổi trẻ trước và VN Express. Đấy, thì như vậy là rõ ràng thì cái kết quả thì thực ra mình thấy nó cũng không có cái sự sai lệch nhiều, nhưng mà rõ ràng ở đây này các bạn thấy là cái sự chọn lọc thông tin ở bên cái của Ecosia nó tốt hơn rất là nhiều. Đấy, đây cái phần results by Microsoft thì như vậy là cái này nó sử dụng cái nền tảng của Bing các bạn ạ, để đưa ra kết quả. À, thì đấy, số lượng kết quả tìm kiếm thì rõ ràng là Ecosia nó sẽ không thể nào nhiều được bằng Google, nhưng mà tuy nhiên là mình thấy cái bộ lọc của cái thằng này khá là tốt. Đấy, thì đấy là một số các chia sẻ, thì các bạn cũng có thể là tìm hiểu thêm, thế thì thực sự là nó có đóng góp cho cái việc là hoạt động trồng lại rừng hay không, thì các bạn có thể đọc thêm các thông tin ở phía dưới này. Đấy, như vậy là ở đây nó cho biết là năm 2011 các công cụ tìm kiếm đã trả về là 250.000 ơ. Đấy, thì trong đó thì đã giúp trồng là 116.000 cây. Đấy, thì đây các bạn có thể nhìn là cái phần xác nhận số tiền đã quyên góp cho WWF này, thì ở đây nhá, rõ ràng là nó có hai nguồn trích dẫn, hoàn toàn mình có thể hoàn toàn tin tưởng vào cái việc này. Ngoài WWF thì ở đây các bạn thấy là có đóng góp thêm cho cái trang Journal Conservancy. Đấy, ở đây đến ngày 13 tháng 2 năm 2019 này thì đã đóng góp trồng được hơn 50 triệu cây. Thế như vậy thì mình nghĩ là khi mà sử dụng một cái ứng dụng này mà góp phần cho cái việc mà trồng lại rừng thì rõ ràng là đây là một cái hoạt động, đây là một cái hoàn toàn mình có thể là sử dụng để thay thế cái công cụ Google và góp phần cho cái việc là trồng lại các cái cây theo như cái cam kết ở đây. Thì ở đây mình có thể xem là đây, như vậy vừa rồi mình các bạn có thể thấy ở đây là nó đây là counter, là cái số lượng đếm các cái số lần mà bạn đã tìm kiếm, thì cứ 45 lần tìm kiếm ở đây thì sẽ đóng góp là trồng một cây. Đấy, thì đấy là bộ đếm của nó, thì mọi người có thể tham khảo. Thì ngoài cái nền tảng trên web này ra thì nó cũng có nền tảng ở trên Android và iOS, thì mọi người có thể là tải về từ trang từ các cái kho ứng dụng của các cái nền tảng khác nhau để sử dụng. Thì ở trên trang tinh tế này thì họ cũng đánh giá khá là rõ. Thì ở đây mình cũng thấy là rõ ràng là cái vấn đề về chính sách riêng tư, cái privacy, thì cái đối với cả Google thì rõ ràng là nó thu thập thông tin người dùng để hướng đến cái việc quảng cáo có hiệu quả hơn. Tuy nhiên thì đối với cả Ecosia này thì mình có tìm hiểu là đây, các bạn nhìn ở đây, we protect your privacy, thì đấy, nó cái thông điệp của nó là vừa hướng đến cái việc là các bạn tìm kiếm góp phần cho cái việc là trồng lại rừng, và vừa là cái dữ liệu thông tin các bạn tìm kiếm thì sẽ được bảo vệ, sẽ được bảo mật, và cái Ecosia này là người ta hoàn toàn không sử dụng những cái cụm từ khóa mà bạn đã tìm kiếm. Đây, các bạn có thể đọc thêm các thông tin ở đây để biết được rõ về cái chính sách của cái hệ thống này thì khá là tốt, thì mọi người có thể tham khảo. Đây là một số các cái thông tin khác thì mọi người có thể tham khảo đây. Thì đấy là một cái phần mà chia sẻ ngắn gọn về một cái công cụ tìm kiếm. Cuối cùng thì trở về cái chủ đề của Amazon này một chút, thì mình có một cái đoạn mà muốn bình luận về về cái chủ đề mà cũng một số người quan tâm, là cái vấn đề một số trang ở trên internet có phân tích về có đưa ra một cái thông tin là ở rừng Amazon thì là rừng Amazon cung cấp tới 20% cái lượng oxy cho khí quyển trái đất. Đấy, thì cái phần này thì mình đọc thì mình cảm thấy hơi băn khoăn, thì có một cái thông tin mình đọc được ở trên trang cá nhân của một người bạn, thì phân tích khá là logic về cái vấn đề đưa ra về cái cháy rừng Amazon. Thì ở đây thì mọi người khi mà mình làm về công tác lâm nghiệp cũng như là mình hiểu về những cái vấn đề về môi trường thì mình nên có một cái nhìn rất là tổng quát. Ví dụ như cái bài viết này nói về cái rừng
Amazon đấy rõ ràng là rừng nguyên sinh và đã đạt đến cực đỉnh trạng thái cân bằng về sinh khối. Như vậy thì là nó không thể lấy vào CO2 để tích lũy nữa, mà coi như là cái việc ban ngày và ban đêm là nó sẽ cân bằng với nhau. Đấy, tức là nó hít bao nhiêu CO2 vào và xả ra bao nhiêu oxy thì trong quá trình mà thu ngược lại nó cũng sẽ thu bằng nhau luôn. Như vậy là nó sẽ không đóng góp một cái lượng oxy nào vào cho trái đất, thì các bạn nên hiểu. Thì các bạn nào quan tâm thì có thể đọc thêm các thông tin ở đây thì để mình nắm rõ hơn cái thông tin và tránh những cái sự tranh tranh luận không cần thiết về cái việc mà 20% CO2 của Amazon có đóng góp được cái lượng oxy 20% đấy cho trái đất hay không. Rồi, nếu cảm thấy hữu ích thì các bạn hãy ủng hộ cho Ecosia và góp phần cho cái việc trồng thêm rất là nhiều cây cho trái đất. Chào các bạn.